Sang tuần tới, thời tiết miền Tây Nam Bộ sẽ thế nào? Liệu có mưa nhiều để giải nhiệt như tuần này không chị? Dạ vâng, thưa chị Phương Uyên và quý vị khán giả, khả năng sang tuần mới, nắng khô sẽ là trạng thái chủ đạo ở miền Tây Nam Bộ, chứ không có mưa nhiều như đầu tuần này đâu ạ. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo 3 ngày tới có khả năng sẽ xuất hiện mưa trái mùa về chiều tối, còn phần lớn thời gian trong ngày vẫn là nắng. Nắng từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, không khí vừa nóng vừa khô với nền nhiệt cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, còn độ ẩm trong không khí từ 46 đến 51%. Nắng khô như vậy, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nhất là ở các khu chợ, cửa hàng nơi tập kết nhiều hàng hóa. Nếu có cháy, lửa rất khó kiểm soát và dập tắt. Vì vậy, quý vị hãy cẩn trọng không để xảy ra cháy nổ, tắt hết tất cả các thiết bị điện không dùng đến và không sử dụng lửa ở gần những vật liệu dễ cháy. Người dân ở các nơi khác của khu vực Nam Bộ cũng cần cảnh giác với thời tiết nắng khô kéo dài. Dự báo ngày mai, độ ẩm tại các nơi đều dưới 56%. Chưa kể là nắng nóng 35-37 độ còn xuất hiện nhiều nơi như tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc. Chỉ ít nơi có thời tiết dịu mát như tại Phú Quốc và Vũng Tàu với mức nhiệt là 31 độ. Đó là diễn biến vào ban ngày. Còn tối nay cho đến sáng sớm mai, người dân Nam Bộ vẫn tận hưởng thời tiết trời tạnh ráo, dịu mát. Nhiệt độ thấp nhất ở các nơi phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 28 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau trời ít mưa nhưng có gió mạnh cấp 4, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang dự báo ngày mai trời có nắng, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.